kêu ảnh lớn lên một tiếng đi chị hai. Cái gì lớn đó? Cái gì đọc tên ra? Kêu tên lớn à. Kêu tên lớn lên đi chị. Họ tên đầy đủ. Lộn ơi về với chị hai. Lộn ơi về với chị hai. Tìm hôm qua đến hôm nay rồi đó lộn lộ ơi. Nghe cho anh Lộm ơi nghe thì về với gia đình anh ơi. Dạ anh Lộm ơi. Ôi ơi. Rồi cho anh Lộm hãy thêm cái gói này nha. Cầu nguyện đi chị, nguyện đi chị. Người nhà cũng đã mời sư thầy thì bây giờ thả gối xuống nha cô chú anh chị. Để coi xác của cái người thanh niên này nổi ở đâu ha. Thì đây là những cái vụ việc xảy ra ngày hôm qua của chúng chị. Hôm qua tới nay ha. Hai giỏ lớn nè. Thêm một giỏ nha cho chị. Đó là một giỏ. Còn hai con hai. Về đi anh ơi. Đó, quá ơi, giờ là mẹ kêu anh Lộm ơi. Mẹ của anh đang trông chờ về anh đó. Ơi, về với gia đình đi anh. Sớm sớm về với gia đình đi anh ơi. Đó, giờ chị hai đang. Đó, con anh cũng đang trông chờ anh về đó. Cái chỗ này nước dặn dữ lắm nha. Nó ngồi bên phà quận kìa. Đó, quận đó. Lấy cái gói xuống lên tìm luôn liền à. Ừ, kìa. Xinh lắm. Điện xoắn nước luôn. Chỗ liền đó. Tên tuổi của anh Lộm nha chị, họ gì, tên họ gì, nhiêu tuổi nha chị. Đó anh Lộm có nghe lời cầu nguyện của chị mình thì lên về với gia đình anh ơi. Thì cô chú anh chị có xem được cô chú anh chị cho một lời tụng niệm của chú anh chị. Cầu nguyện cho anh sớm về với gia đình anh của chú anh chị ơi. Kêu ảnh lớn lên một tiếng đi chị hai. Cái gì lớn đó? Cái gì đọc tên ra? Kêu tên lớn à. Kêu tên lớn lên đi chị. Họ tên đầy đủ. Lộm ơi về với chị hai. Lộm ơi về với chị hai. Tìm hôm qua đến hôm nay rồi đó Lộm ơi. Lộm
Dạ, nghe chưa anh Lợm ơi, nghe thì về với gia đình anh ơi. Dạ anh Lợm ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi nhớ anh Lợm hãy theo cái gói này nha. Chị Nguyễn đi chị. Nguyễn đi chị. Về với gia đình anh Lợm ơi. Đó, cái gói nè. Biết bao nhiêu người trong chờ anh đó. Gói trời quan trọng kìa. Gói vô kìa. Gói vô kìa. Gói vô kìa. Trời ơi. Cho vô ghe rồi. Cho vô ghe rồi chị ơi. Xuống ghe chị, xuống ghe chị. Đó, bắt đầu chị xuống ghe ha. Xuống chị. Rồi đem nước suối đồ vô ha. Vậy là có khi nào mà em Lợm ở đâu đây không ta? Thẳng vô đây nè. Để tự nhiên đây, để tự nhiên cho trôi đây. Để tự nhiên cho trôi vậy. Để tự nhiên anh ơi. Để đó. Sao cũ vô đây hả? Sao vô đây rồi? Đây qua nay chắc cào rồi hả? Kiếm rồi hả? Đó, đây nè. Có thì bà ở trong đây không ta? Có đây nè. Có cho nó trôi vô đây ta. Vô luôn rồi kìa. Chạy vô luôn kìa. Nó dặn đây mà. Nó dặn cho đây ha. Là tại nước không? Có nào còn đây không? Nước quẩn vô. Có cái nào nó trâu mà, cái cây đó ta. Có cái nào mà dẹp đây. Ừ thiệt, bỏ cái gối vô tay nè. Kỳ lạ của mình luôn chị. Thì mà thấy gối xuống thì gối quặng như trong đây nè. Ba con ở đây rồi. Nó xe đồ đẩy vô đây nè. Con bé ảnh cũng chẳng đây nè. Dám lắm mà nha. Lượm vòng vòng em không đi xa đâu nghe. Vòng kỹ, vòng kỹ. Sao vô cái lồng này dính cái lồng này đâu rồi đó nó cũng đi à. Mình đi chài hả? Lưới. Đâu thả lưới rồi dính không? Mới thả rồi. Cứ chài luôn rồi. Im luôn rồi. Rồi, chỉ là ở đây rồi đó. Người nhà đi chạy kiếm một vòng. Ghe đã xuất phát rồi. Xuất phát rồi. Ghe cào vòng vòng đó tiếng Việt, hai xe cũng đi cào. Gối nằm đây, gối nằm đây. Để đi cào hôm qua thì anh kia anh từ vẫn ở đó đó chứ. Dắt qua mấy giờ chút? 3 giờ. 3 giờ chiều hả? Anh sao mà mức độ gì chứ? Hả? Lý do sao mà anh... Nó thấy đi vòng vòng, đi bắt thôi rồi đi vòng vòng. Buồn gia đình hả? Không biết. Nhưng mà quê. Mà quê thì nó ở dưới Hồng Đất, Kiên Giang. Anh sinh sống trên này hả chú? Đi xà lan đó, chiếc xà lan đó luôn á hả? Nghĩa là anh có chuyện buồn anh đi trên chiếc xà lan. Đi vòng vòng đó. Rồi... Chưa. Giờ mới thả gối đi cào. Giờ mướn hai chiếc ghe cào. Mày để cái gì vậy? Hỏi bạn đi mua nước sơn không? Nó mới đây mà bữa. Giờ hai chiếc ghe cào cào. Cho mặt mình có bảy gỗ ha, cái gối mà mình thảy theo đây thì ở đây, còn nằm ở đây. Tôi kiếm ông, tôi nói trời sáng vợ tôi gặp ông với bà. Chiếc gối còn nằm ở đây. Quay gối nó thảy cái này. Bây giờ cái gối nằm tại đây luôn rồi, nó không có đi ra ngoài, nó còn nằm ở đây hoài. Người nhà thì đang cào ở ngoài phía trước mình đó. Kia đó, hai ghe cào. Mà cái gối thì nó buồn ở đây hoài hả? Anh này cũng 32 tuổi. Thì mọi người hãy chờ kết quả ha. Nếu thì nhận được tin thì sẽ tiếp tục đăng cho quý các anh chị xem. Có chanh nặng cho con miếng. Ở chợ đường chanh gì cho đường.
mình khóc nữa cô ơi. Thường anh đi anh đi ghe là bao lâu anh về thăm cô lần? Dạ. Thời gian trước đây mấy ngày là anh gia đình là anh có điện có nói về gì với cô điện gì? Dạ. Thì cô ở nhà cô đi đánh đi số hả cô? Dạ. Nghe nghe giùm cô, anh em nói sao nghe giùm cô. Giờ cô niệm Phật, cô niệm Phật, cô hồi hướng cho anh. Cô phải gắng ăn uống nhiều miếng mới được. Cô là ở Hà Tiên hả cô? Đường giá đi dạ. 8.000 mới tới Hà Tiên. Dạ. Cô uống giờ đường vô đỡ lắm. Cô không ăn gì trơn rồi không uống rồi nó có được đâu. Thế rồi. Thấy rồi. Hả? Thấy nổi dưới làng tàu buôn chưa? Trời ơi chứ. Rồi tìm được rồi, tìm được. Điện cho người nhà đây này, người ta gọi đó, điện cho người nhà chạy lên làng tàu buôn á. Điện đi cô ơi, điện lại đi. Tìm được rồi hả? Tìm được rồi. Gặp rồi. Cô ơi, cố gắng lên cô ơi. Là đâu? Ở dưới luôn. Mà xa chị. Rồi bây giờ điện cho người nhà đi, điện cho ai đó. Điện cho mấy chiếc kia á, điện cho con gái thứ hai á. Kêu lại làng tàu buôn á. Chị uống đi chị. Uống nước đi chị, em nè, em thấy rồi, thấy em rồi nè, chị uống rồi, nói vô mẹ đi được mà. Uống miếng nước đi cô ơi. Nhìn em dùng cốc á, ấy cầu miếng đi. Mừng quá ha, thầy mới có cúng rồi xong rồi tìm được liền. Đúng là sư thầy nói nổi hướng dưới thì gan ha. Đúng rồi. Cho mẹ đi chị ơi, mẹ đi. Ba bà lấy cái nón lá giùm bên chị ba, hoặc bà chị ba không để đâu. Để chị gái kia đâu rồi? Chị đi hết trơn rồi, con có đi hết. Con. Đấy con. Con chỉ qua chơi phát. Là thấy tìm được rồi. Tìm được em của chị rồi, lẹ đi. Rồi. Có rồi kìa. Em nói lên khỏe rồi, chị khỏe đi. Đã bình tĩnh rồi mà rước em nó về nhà mình chứ. Bây giờ cô coi lại cái số điện thoại nãy là có quen với mình không? Được. Điện lại số đi cô. Người ta mới điện số cô đó là con nghe giùm đó là nói là nổi với làng tàu buôn đó. Dạ bà tìm được rồi. Nè chị gái vô đây. Đưa cái nón lá rồi cô. Chị gái vô đây chị điện ơi chị gái. Chị điện lại cái số đó đi chị. Lại đây nè chị. Đâu cái máy của cô rồi? Đưa giùm nón lá. Cô phải không? Phan cái máy của đâu rồi để hỏi kỹ được coi. Ừ. Để cho căng nữa. Lấy coi chắc con phải tìm được chứ nha. Tại vì nó nói là thấy nổi với làng tàu buôn á. Chị khỏe đừng mà mình mà rước em về chứ. Gắng cố gắng là rước em về, em mà gặp em rồi. Nha. Không có gì hết rồi. Tao đi tao đi cô. Chị điện thử coi. Còn bây giờ 6 giờ chị chạy qua hả chị? Không để lấy cái máy điện lại người ta trời. Cái máy cô đâu rồi? Cái máy cô đâu rồi? Hai chiếc kia chạy qua luôn hả? Ta thấy rồi nghe cái nhà ơi. Chưa biết phải không nữa. Dạ. Mấy cái mặt khẩu mà khẩu rồi sao mở đây? Mặt khẩu không? Mặt khẩu nè, cô ơi, cô nhớ mặt khẩu không? Để con điện lại số nãy cho. Cô mở mặt khẩu không? Chính chính hoài luôn. Chính chính hoài là vậy. À mặt khẩu là 99 không á. Điện lại số nãy nè. ở tàu buôn có bên đây là cái máy bên đây là buôn đầu ở cái chỗ nào á biết mình chạy tới. Alo dạ chị ơi, chị là sao chị thấy cái thằng của em lỡ mà chị là sao người nhà à vậy là chị thấy rồi cả nhà ơi. À tuấn tới kìa ha. Rồi. À, khi nào thấy tìm gặp cho hay nghe chị. Giờ đây là cái khu vực tàu buôn mà hồi sáng này đó là
người nhà nhận được cái tin báo người mà tới lúc này thì người nhà xuống hai chiếc ga cầu chạy xuống thì không thấy nữa cô chú anh chị, cho nên là Đức Hiền đến tại đây để quay cho cô chú anh chị xem. Đây là khu vực cầu Buôn, thì nó ở trên vòng cổng nó sẽ chạy xuống đây, đó là cầu vòng cổng dưới này là nó gần khu vực bò ót rồi đó, nên là người nhà là hai ba chiếc ga cầu đang đi cào, nhưng mà thật sự thì có cái khu vực con sông Hồng này rất là lớn luôn. Ngay khúc này là ngay cái ngã ba chỗ bò cầu bò ót nữa, nó có nhánh rẽ rồi bên đó là cái cồn Cù Lao, có một cái hướng đi về bên Đồng Tháp, hướng này đi về Cần Thơ là cái cồn này, và không biết khu vực nào nữa. Nó thì sáng giờ là người nhà là huy động hai chiếc ghe cào đó, rồi hồi nãy thì Đức Hiền nghe nói là cần thêm một chiếc nữa là ba chiếc. Nó thì khu vực trên này các bác anh chị biết là toàn là nhà máy không à, nên mình không có đi ra mà đó được. Có khúc này thì ngay chỗ bến đò thì mình xuống được thôi. Đó, sông rất là rộng lớn luôn. Đó rồi hai chiếc ga cào đó. Thì đây là người thanh niên 32 tuổi, cũng phải nhầm cống đó. Thì người nhà nói là anh đi xà lan đó. Xong rồi đó thì có chuyện buồn, thì vợ bỏ rồi, nuôi con 6 tuổi. Nhà thì cũng nghèo, ở dưới Kiên Giang đó chú anh chị. Ở khu vực phía này đi về hướng Thốt Nốt, Cần Thơ. Rộng lớn như thế này thì không biết sao. Sáng này thì có sư thầy cũng đến tụng rồi chỉ có cái phương pháp gì đó để tìm, hay là thầy thảy gối luôn. Thì thầy cứ gối rồi đó thì người nhà cũng đi theo đó mà cũng chưa thấy gì của chúng chị. Thì Đức Hiền cập nhật cho quý cô bác anh chị xem, đây là khu vực này rất là rộng lớn luôn. Vô tình nếu mà may mắn mình gặp được thì cũng tốt rồi. Thì nghe hồi sáng nói đó, người ta báo là người ta thấy nhưng mà người ta không có dám giữ lại nó, không có dám giữ lại. Đây là cái bãi này, bãi gỗ, có thể là nó tấp vô đây người ta thấy được, nhưng mà khi người nhà xuống thì không thấy nữa chứ anh chị. Hy vọng người nhà sẽ sớm tìm gặp được cái em trai này ha. Đây là khu vực cầu Quân mà người ta đã không trình báo buổi sáng này, người ta báo cho gia đình biết nè, nhưng mà gia đình xuống đây thì không thấy nè. Nó huy động là ba chiếc ghe cào đó cô chú anh chị. Thì em trai này đã nhảy xuống sông qua nay, nay là ngày thứ hai rồi. Kia phía trước mình là một cái thân chuối, thân chuối nổi một bền. May mắn nếu mà gặp được mình cũng vui ha, để gia đình tìm nhà nhân. Sáng giờ là hai chiếc ga cào đó có chứ anh chị, thêm một chiếc quy động đó là ba đó. Sông này rất là rộng lớn luôn. Và đây là khu vực bến đò Chợ Úi đây, ở Thốt Nốt rồi cô chú anh chị. Thì từ đây cách cái hiện trường nó cũng khoảng tầm 7-8 km rồi. Thì tới đây hỏi thì người dân cũng chưa có phát hiện được, chưa thấy tin tức gì hết cô chú anh chị. Đây là bến đò Chợ Úi, khu vực này thì nó thuộc xã Thế Thuận của phường Thốt Nốt, phường Thế Thuận, phường Thế Thuận của Thốt Nốt. Thì người dân ở đây người ta cũng nói chưa thấy cái gì ngay bến đò luôn, chưa thấy cái tin tức gì về cái em lành 32 tuổi hết ha. Thì cũng cập nhật cho các bác anh chị xem, có tin tức gì mới thì cũng sẽ gửi tới cô chú anh chị xem ha. Đây thì nghe nói là chưa có phát hiện thấy em lành.
đó thì khúc trước đó là chỗ cái eo và chỗ cái cù lao ấy, đầu mỏm á, bên kia nữa tẻn xong qua bên dầm cấm bên lai vôn của Đồng Tháp, này đi hướng thống đốc Cần Thơ. Đây là ngay cái chỗ cầu Đồng Cống, có ngã ba ngay bến đò đây ha, bến đò Chợ Ủi. Các bạn xin tiếp tục video tại đây ha. Cảm ơn quý cô bác anh chị em xem video.